Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Trên đài truyền hình thị xã Kỳ Anh đưa tin thuyên chuyển Linh Mục Nguyễn Đức Nghĩa được thuyên chuyển bổ nhiệm làm quản sứ Vũ Yên tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Có thể nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy truyền hình thị xã Kỳ Anh lại quan tâm đến việc thuyên chuyển như lần này. Cầu mong Chúa luôn đồng hành cùng giáo xứ Vũ Yên. Sau đây, mời anh chị em cùng nghe tường thuật từ đài truyền hình thị xã Kỳ Anh. Linh Mục Bezo Nguyễn Đức Nghĩa, quản sứ Tam Trang, xã Lương Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, được thuyên chuyển về bổ nhiệm làm quản sứ Vũ Yên tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Sau khi nhậm chức tại nhiệm sở mới, Linh Mục Bezo Nguyễn Đức Nghĩa đã có cuộc tiếp xúc chào và ra mắt cấp ủy chính quyền thị xã Kỳ Anh. Tiếp Linh Mục có đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và các đồng chí Ban Thường vụ Thị ủy cùng các ban ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo thị xã, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh Mục Nguyễn Đức Nghĩa trên cương vị mới, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc Linh Mục cùng bà con giáo dân luôn mạnh khỏe, lan tỏa phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Đồng chí cũng thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Đồng thời mong muốn với tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, Linh Mục và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành với cấp ủy chính quyền các cấp thi đua xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày càng văn minh giàu đẹp. Thay mặt giáo xứ và bà con giáo dân, Linh Mục Nguyễn Đức Nghĩa đã cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp chân thành của lãnh đạo thị xã. Trong thời gian tới, Linh Mục sẽ làm tốt trách nhiệm của mình và cùng với địa phương chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và giáo dân trên địa bàn. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã tặng hoa chúc mừng tân Linh Mục Nguyễn Đức Nghĩa. Nhà thờ giáo xứ Vũ Yên, địa chỉ Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vũ Yên là giáo xứ có bề dày lịch sử trong giáo hạt Kỳ Anh. Trước đây, Vũ Yên là một họ đạo thuộc giáo xứ Vũ Lộc, đã từng bị bắt hại dưới chế độ phong kiến. Vào năm 1938, Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Hồng Ân, quản sứ Vũ Lộc và trong đó có họ đạo Vũ Yên, đã trình lên bề trên giáo phận, nguyện vọng được tách họ đạo Vũ Yên thành giáo xứ. Ngày 7 tháng 10 năm 1938, Đức Giám mục Andre Leo Giuse Bach đã chuẩn y và bổ nhiệm Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Hồng Ân làm quản sứ. Vào ngày đó cũng là ngày lễ mẹ mân côi, nên cha quản sứ đã nhận mẹ mân côi làm quan thầy sứ. Từ đó giáo xứ Vũ Yên đã hình thành là xứ đạo, nhưng số giáo dân Vũ Yên lúc thành lập xứ chỉ vỏn vẹn 200 người với ngôi nhà nguyện hơn 100 m². Sau ngày lập xứ, cha Gioan Bautista Nguyễn Hồng Ân lo mở rộng khuôn viên nhà thờ, nhà xứ. Mãi đến năm 1944, cha Phêrô Nguyễn Năng, sau là giám mục giáo phận Vinh, mới xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên. Năm 1973, cha Giuse Nguyễn Đăng Điền đã khởi công mở rộng ngôi thánh đường cho đến năm 1975 mới hoàn thành. Nhưng vì vật liệu khan hiếm, nhà thờ chỉ xây bằng vôi, đá hộc nên đã mau chóng xuống cấp. Năm 1988, cha Giuse Hồ Ngọc Bá lại khởi công xây dựng lại ngôi thánh đường mới, được khánh thành vào năm 1992 và sử dụng cho đến ngày nay. 75 năm phát triển và trưởng thành, đến nay, số giáo dân Vũ Yên đã hơn 2.500 cùng với sự phát triển của khu kinh tế Vũng Áng. Hàng tuần, có nhiều cán bộ, công nhân, trong đó có cả khách quốc tế ở các công ty, xí nghiệp đến đây tham dự thánh lễ. Vào ngày Chủ nhật, cha quản sứ phải dâng ba thánh lễ, nhưng sức chứa của nhà thờ cũng không đủ cho giáo dân tham dự. Hơn nữa, ngôi thánh đường cũng chỉ xây bằng vôi đá, mái bằng gỗ ngói, nên đã xuống cấp trầm trọng. Trước nhu cầu khẩn thiết đó, cha quản sứ Francisco Phan Khánh Dư cùng với cộng đoàn Vũ Yên đã trình lên Đức Giám mục Giáo phận cùng chính quyền các cấp nguyện vọng xây dựng ngôi thánh đường mới đã được chấp thuận.